Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đầu tiên của Đại học Thái Nguyên thành lập Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Hỗ trợ Khởi nghiệp từ năm 2017. Đến nay, trung tâm đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên, giảng viên và cán bộ nhà trường với các chủ đề khác nhau như tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kỹ năng thuyết trình. Bên cạnh đó, nhiều chương trình kết nối với các đơn vị doanh nghiệp cũng được trung tâm tổ chức thành công, tạo hiệu ứng tốt với sức lan tỏa sâu rộng. Qua các năm thì Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên rút ra được những kinh nghiệm vô cùng quý báu, đó là làm thế nào phải có cái sự đồng hành của doanh nghiệp, phải có sự đồng hành của doanh nhân thì những cái chương trình giảng dạy, những chương trình đào tạo đó nó mới có thể có cái tính thực tiễn, nó mới có thể thực sự là lan tỏa được những cái thông điệp cũng như truyền cảm hứng tới được với các bạn sinh viên. Tại Đại học Thái Nguyên hiện nay thì tất cả các trường đại học thành viên cũng như là các đơn vị thành viên cũng đã có được những cái trung tâm ươm tạo hoặc là những cái câu lạc bộ khởi nghiệp hoạt động rất là hiệu quả. Đặc biệt là những cái trung tâm ươm tạo hay là những câu lạc bộ này có một cái sự kết nối rất là mật thiết với lại các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như là các hiệp hội doanh nghiệp để tạo cho sinh viên cũng như là các cái nhóm khởi nghiệp có được những cái môi trường tốt nhất. Trường Đại học Nông Lâm cũng là một trong những đơn vị thành viên rất năng động của Đại học Thái Nguyên. Mở rộng chương trình đào tạo trên tất cả các lĩnh vực với sự mở rộng hợp tác quốc tế đã tạo cơ hội cho sinh viên có thêm nhiều kiến thức cũng như trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho các em khi khởi nghiệp. Hiệu quả thực tế của chương trình thực tập nghề tại Israel là minh chứng thuyết phục nhất về điều này. Em đã tham gia chương trình thực tập Israel từ năm 2018-2019 khoảng 11 tháng. Và ở bên đó thì em đã được thực tập và được đi đến lớp để nghe thầy cô giảng về hệ thống tưới tiêu, cách quản lý nông trại và cách quảng bá sản phẩm nông sản lên thế giới. Và qua cái chương trình này em cảm thấy đây là một chương trình rất là hữu ích, bởi vì người ta đã đào tạo cho em triệt để từ lúc mà chăm sóc cây trồng cho đến lúc quản lý và đưa ra ngoài thị trường như thế nào. Không chỉ đồng hành, hỗ trợ sinh viên cụ thể hóa các ý tưởng khởi nghiệp, nhà trường cũng đã trở thành cầu nối gắn kết các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên với doanh nghiệp, tạo cơ hội hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp để từ đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên.